Hi, xin kính chào quý vị các bạn trong tình yêu thương của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài thứ ba của cái giáo trình nền tảng căn bản này. Thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 50 bài chia theo mỗi tuần một bài. Thì 50 bài này trong cái bài này nó sẽ khó và nó mang tính chất hơi một chút thần học một chút, thì nó sẽ cố gắng làm cho nó tinh gọn cho các bạn để các bạn có thể hiểu được. Cái bài số 3 này là một nền tảng cực kỳ quan trọng, đó là chính Đức Chúa Trời đã tạo ra các thuộc linh, các thể thuộc linh. Chúa đã tạo ra tất cả các linh khác, các thiên sứ, và trong đó có các thiên sứ đã phản loạn, và điều đó nói về nguồn gốc của ma quỷ. Chúng ta sẽ nói về nguồn gốc của ma quỷ trong cái video này. Cái bài học này thì mang một cái tính chất, đó là cho các bạn biết về nhiều hơn về thiên sứ và về thiên sứ phản bội Chúa là ma quỷ. Vì chúng ta đã học cái bài Đức Chúa Trời trong cái buổi trước rồi, trong bài số 2 rồi, thì bài này chúng ta sẽ học về các tạo vật của Ngài. Thứ nhất là chúng ta sẽ vào lời giới thiệu. Chúng ta sẽ có là các thiên sứ từ đâu mà có. Thiên sứ thì là Đức Chúa Trời tạo ra này. Và ma quỷ Satan thì là ai? Thực ra thì ma quỷ Satan là thiên sứ đã phản bội Chúa, phản bội sự tạo dựng của Ngài, kế hoạch của Ngài, chống lại Ngài, thì là ma quỷ Satan. Chính ra thì vẫn là những thiên sứ của Chúa mà thôi, được Ngài tạo ra thôi, nhưng lại phản bội Ngài thì điều thì bị gọi là ma quỷ, bị gọi là Satan. Satan là quỷ vương nhé. Ma quỷ thật ra như thế nào? Có rất nhiều điều chúng ta phải đặt những câu hỏi về về ma quỷ. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp theo là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên các linh. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên các linh. Các linh của chúng ta thì có là các loài có linh và sự sống. Thì chúng ta biết là con người chúng ta cũng có linh, đúng không ạ? Loài vật, súc vật, động vật thì cũng có linh. Rồi, nhưng mà điều mà chúng ta học trong video này đó là Chúa đã tạo nên các linh, thì chúng ta sẽ học về cái linh đó là linh ở trên trời thôi. Linh linh mà không có thân xác, không có xác thể, không có thì trong trong cái bài này. Như sau, thì chúng ta sẽ phân làm các loại như sau. Loại thứ nhất là các thiên sứ, hay gọi là cherubim. Các thiên sứ là cherubim, là người trực tiếp hầu việc phục vụ Đức Trời. Tiếp theo là các cơ binh trên các tầng trời. Các cơ binh thì mang tính chất là như là canh giữ, như là đạo quân chiến trận của Chúa. Ta thường gọi là Đức Giê-hô-va vạn quân, hoặc Chúa hằng hữu vạn quân, ta thường gọi là Chúa vạn quân như vậy. Các cơ binh là Chúa có các cơ binh trên trời. Rồi chúng ta sẽ có các thế lực, các chủ quyền, các kẻ cai trị các nền trên trời khác. Thì cái này nó hơi nói về các thế lực mà chủ quyền và kẻ cai trị khác, này là nói về Satan, ma quỷ. Nói về ma quỷ đã là những kẻ phản bội Chúa, là những linh ác, đúng không ạ? Rồi ngôi sao và các ngôi sao mai. Tiếp theo là các ngôi sao và các ngôi sao mai. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ thấy là ngôi sao thực ra thì cũng là các thiên sứ của Chúa. Ngôi sao là các thiên sứ của Chúa, thì trong đó có các ngôi sao đã phản bội Chúa. Này thì chúng ta sẽ đọc một câu kinh thánh Lê-hi-mi hay là Lê-hi-mai để làm cái tiền đề cho các bài học này. Đó là chương 9 câu 6 nhé. Sẽ đọc là: Ôi, chỉ có mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Ngài. Ở đây ta sẽ nói về Chúa là đấng có một không hai, đã tạo ra nên các tầng trời và trời với các tầng trời nữa. Đó, chúng ta không có một trời đâu mà có nhiều trời và có các tầng trời, và không phải là một tầng trời mà trời của các tầng trời, các tầng trời tức là rất là nhiều, tức là nói về thiên hà vũ trụ của các thứ, đúng không? Và có rất nhiều các tầng trời về thuộc linh nữa, và trong đó có cơ binh, đạo quân của Chúa, và trong đó là và các cơ binh ấy thì làm thờ phượng Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời và thờ lại Ngài. Thì chúng ta sẽ ôn lại một chút về Đức Chúa Trời ở bài học trước, đó là Đức Chúa Trời là đấng sống vĩnh hằng, có trước các tạo vật Ngài đã tạo ra, đúng không? Và Ngài tạo ra Ngài, và Ngài là đấng vĩnh hằng, Ngài đã tạo ra các tạo vật của Ngài, và Ngài ban cho họ sự sống, tất cả các linh, các thần linh, hay là tất cả các linh khác hay là ma quỷ Satan thì cũng phải là nhờ vào Chúa đã tạo dựng nên họ và đã ban cho họ có sự sống. Chúng ta sẽ học về cái bài này là các linh ở đây sẽ không có thể vật chất, mà chỉ có thể thần linh, có thể thiêng liêng thôi, không có thể vật chất, chỉ có thể linh thôi. Họ không có thịt và huyết,
họ có thể đi bất cứ nơi đâu họ muốn, họ không ở khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời, họ chỉ ở một nơi trong một lúc thôi. Họ rất giống Đức Chúa Trời là họ không có thân thể xác thịt vật lý vật chất, nhưng họ khác Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là đấng tồn tại ngài ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc trong mọi thời gian. Chúa đều có mặt, đó là Chúa là đấng tồn tại, nhưng mà các tạo vật của ngài thì không hề tồn tại, không hề tồn tại. Dù vậy đôi khi họ cũng tự tỏ mình ra cho loài người như những hữu thể vật lý trong linh dạng khác. Ở đây chúng ta sẽ thấy là linh dạng khác ở đây là gì, tức là họ có thể nhập, họ có thể nhập vào một thú vật hay nhập vào một con người có vật lý. Các bạn hiểu không? Họ có thể nhập vào để tỏ mình ra là họ đã nhập vào. Thế là đây là cái khả năng của họ, họ có thể nhập vào. Đó là các linh mà Chúa tạo ra. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nghiên cứu về các linh mà Chúa tạo ra đã được ngài ban cho những điều gì và mục đích của họ là gì. Thì các linh được Chúa tạo ra là để phục vụ ngài, đó là mục đích chính, phục vụ Chúa, làm theo những điều mà Chúa muốn họ phải làm. Và ban đầu tất cả thì họ đều là những thiên sứ tốt đẹp, tất cả đều là thiên sứ tốt đẹp. Các linh Chúa tạo ra đều là các thiên sứ. Thiên sứ thì có nghĩa là sứ giả, có nghĩa là sứ giả nhé, có nghĩa là tôi tớ. Là sứ giả là người mà được Chúa sai đi để thi hành một công việc gì có gì đó, hoặc là giao truyền một cái điều gì đó, làm hoặc là nói một điều gì đó, nên là sứ giả của Chúa. Tôi tớ là người luôn phải vâng phục bề trên của mình, đúng không ạ? Đây là thiên sứ có ý nghĩa như vậy, tức là nói chung là phục vụ Chúa nhé. Đức Chúa Trời tạo dựng ra họ và họ thuộc về ngài, ngài là chủ nhân của họ. Điều đó rất là đơn giản thôi, ví dụ như bạn lấy các cành cây, gỗ và các thứ vật chất, các bạn tạo nên một cái ngôi nhà, các bạn xây ngôi nhà thì bạn chắc chắn là chủ nhân của ngôi nhà đó, đúng không ạ? Thì Chúa cũng như vậy, Chúa đã tạo dựng họ thì chắc chắn ngài phải là chủ nhân của họ. Các linh được tạo dựng để làm những gì ngài muốn họ làm cho ngài, đó là điều chắc chắn rồi. Và ngay chính bản thân loài người chúng ta cũng như vậy, khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta cũng phải biết rằng là Chúa tạo dựng loài người chúng ta, tạo dựng chính chúng ta để hoàn thành mục đích thiên thượng của ngài. Đôi khi chúng ta thường sống theo ý riêng và sống cho mình nhiều quá mà quên mất cái điều mà Chúa muốn thật sự chúng ta muốn phải làm. Rồi chúng ta sẽ đến với tiếp theo là các linh được tạo dựng một cách hoàn hảo. Chúa đã tạo dựng tất cả tạo vật của ngài, không có tạo vật nào là tạo vật xấu cả. Đó là điều mà chúng ta sẽ thắc mắc sau khi mà chúng ta hiểu tại sao lại có ma quỷ, đúng không? Chúa là đấng thánh khiết và mọi đợt vật được Chúa tạo nên đều mang bản tính tốt đẹp và thánh khiết. Nhưng tại sao loài người ngày hôm nay được Chúa tạo lên, loài người lại rất là tội lỗi, rất là ác với, đúng không? Loài người rất là xấu xa, tại sao vậy? Mặc dù là ban đầu Chúa tạo lên mang theo cái sự hoàn hảo của ngài, Chúa là đấng hoàn hảo, mang theo sự thánh khiết của ngài, Chúa là đấng thánh khiết, đúng không? Và ngài đủ toàn năng, ngài đủ toàn chi, đúng không? Đủ toàn năng, đủ toàn chi, và ngài đủ trọn vẹn để làm ra những sự toàn hảo đó, những con người toàn hảo, những thánh linh toàn hảo, những linh toàn hảo, mọi thứ toàn hảo. Tại sao lại có những ma quỷ Satan? Thì chúng ta sẽ đến với điều sau đây, đó là các linh không được tạo ra mang tính chất robot, mà các linh được tạo ra mang tính chất khôn ngoan và sức lực. Tức là Chúa tạo ra một cá thể độc lập, một cá thể độc lập, cá thể đó có sức mạnh, có sức lực và cũng có sự khôn ngoan và cũng có sự hiểu biết riêng. Tuy nhiên sẽ không toàn năng như Đức Trời, hay là không toàn chi như Đức Trời. Tức là họ có khôn ngoan, có sức lực, có khả năng, nhưng không phải là toàn năng như Đức Trời, và không phải là vinh hiển khôn ngoan như, nhưng cũng không phải vinh hiển và toàn chi như Đức Trời, mà họ kém Đức Trời, đúng không ạ? Nhưng mà Đức Chúa Trời cho họ sự thông minh. Các thiên sứ thì mạnh hơn loài người và Đức Chúa Trời ban các quyền năng diệu kỳ, hoặc những quyền năng diệu kỳ làm các phép lạ thôi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thông sáng và khôn ngoan hơn tất cả tạo vật của ngài. Nhưng ngài rất là coi trọng tất cả mọi loài. Có những con người tội lỗi gian ác cũng là cái lý do mà có ma quỷ Satan, bởi vì Đức Chúa Trời đã coi trọng tất cả mọi loài. Đôi khi thì chúng ta cũng phải học theo Chúa ở cái điểm này. Đó là Đức Chúa Trời rất coi trọng tạo vật của ngài. Ngài không lấy quyền là ta là Chúa thì ta sẽ hủy diệt tất cả, hay ta là Chúa ta muốn làm gì ta làm. Không phải. Đôi khi chúng ta thường sống như một cái thái độ quân phiệt, đúng không ạ? Ở nhà thì bố mẹ ta thường quân phiệt, hay là ông bà, hay là những bậc bề trên ta quân phiệt, như tao đẻ ra mày tao có quyền trên mày, ví dụ thế. Tức là có một cái thái độ rất là quân phiệt với người dưới, đúng không? Không có sự tôi, không có sự coi trọng. Nên ta phải học cái điều này. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn chi,
Chúa là đấng diệu kỳ, Chúa là đấng cầm quyền trên toàn vũ trụ, nhưng Ngài vẫn coi trọng tất cả loài vật của Ngài, mặc dù họ chống đối Ngài, họ từ khước Ngài, họ rủa xả Ngài, mặc dù họ trốn tránh Ngài, họ chống lại Ngài, nhưng Ngài vẫn coi trọng họ. Thì đó là cái điều mà chúng ta học từ nơi Chúa. Rồi chúng ta sẽ sang một cái điều tiếp theo, đó là các linh là nhiều vô số kể. Chúng ta sẽ thấy về cái sự vô số kể ở đây, đó là sẽ không thể đếm hết được. Nó sẽ giống như những phân tử nước, đúng không ạ? Trong một dòng sông này, các bạn không thể nào đếm hết được cái sự vinh hiển của Chúa khi mà Ngài tạo nên các linh, Ngài tạo nên một cách vô số kể. Điều đó có thể nói là bây giờ Chúa còn tạo dựng hay không thì đó chúng ta không biết, là Chúa hiện tại còn tiếp tục tạo dựng hay không, nhưng mà Lục nghĩ là Chúa vẫn còn, nhưng mà còn thật sự còn tạo dựng hay không thì chúng ta phải về gặp Ngài mới biết được. Chúng ta sẽ đọc câu Kinh Thánh Khải Huyền chương 5 câu 11 một chút này. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ, thiên sứ hàng muôn hàng ngàn. Đó là cái số lượng hàng muôn hàng ngàn, chúng ta không đếm được. Và Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài làm mọi điều theo ý muốn của Ngài. Và chúng ta sẽ không hiểu hết được cái sự tạo dựng của Ngài đâu, chúng ta sẽ không hiểu hết được, mà chúng ta sẽ chỉ học để biết như vậy thôi. Chỉ khi chúng ta gặp Chúa thì mới có những câu hỏi được giải đáp. Rồi, chúng ta sẽ đến với các linh sống ở trên thiên đàng. Thì thực ra thì Chúa ở trên thiên đàng, và thiên đàng là nhà của Ngài. Chúng ta đã học trong bài trước rồi, thiên đàng chính là nhà của Chúa. Thực ra thì Chúa ở khắp mọi nơi cùng một lúc, đúng không? Tức là Đức Trời toàn tại, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa không có một cái nơi nào để ngự trị cả, mà Chúa vẫn phải có một nơi gọi là mang tính chất như là nhà, đó là thiên đàng. Và các linh mà Chúa tạo ra, các thiên sứ mà Chúa tạo ra, các linh, nói chung tất cả các linh thì đều sống ở trên thiên đàng. Dù là ngôi sao, dù là sao mai, dù là cơ binh, dù là thiên sứ, sứ giả, hay là người phục vụ Ngài, hay là tất cả những cherubim đều sống ở trên thiên đàng. Đó là sự phục vụ của Chúa. Và lúc ban đầu thì họ đều sống trên thiên đàng hết. Thì vậy thì thiên đàng ở đâu? Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là vậy thiên đàng ở đâu? Thì chúng ta sẽ không biết rõ về thiên đàng ở đâu. Thiên đàng là một nơi chắc chắn không có ở trên trái đất này. Và thiên đàng chắc chắn là nơi cư ngụ của Chúa rồi, nhưng chúng ta không nhìn thấy thiên đàng, không biết rõ thiên đàng ở đâu, nhưng chắc chắn phải có thiên đàng, đúng không? Vì thiên đàng là nhà của Đức Trời, và thiên đàng là nơi tuyệt diệu, nơi ấy vượt xa những gì mà chúng ta có thể biết, có thể tưởng tượng và có thể hiểu được. Thiên đàng như vậy, Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Thi thiên 11 câu 4 nói về ngôi của Ngài ở trên trời, tức là nói về thiên đàng, ngôi của Ngài ở trên thiên đàng. Rồi chúng ta sẽ học về Lucifer. Chúng ta biết là tất cả các linh đều được Đức Chúa Trời tạo dựng lên, và Lucifer cũng vậy, Lucifer được Đức Chúa Trời tạo dựng lên. Và chúng ta biết rằng ngày nay Lucifer xuất hiện với những hình ảnh ở trên internet, các bạn có thể tra được ngay. Chúng ta có thể tra một chút hình ảnh về Lucifer ở trên mạng. Lucifer Satan ấy, bây giờ nó được gọi là Satan rồi. Satan. Chúng ta sẽ đây là những mô phỏng mà các nhà giải kinh và người nghiên cứu người ta đã thấy được. Ở đây nói về một quỷ vương. Đây là hình dạng của quỷ vương. Chúng ta có thể thấy này, có sừng hươu mặt sừng hươu nhưng mặt là nai. Có cánh này, có thân người nam như ngực người nữ này, có tức là đây là nữ tính. Đấy, một cái nhân vật này nó rất là mang tính chất rất là rùng rợn, và đây là Lucifer, đây là cái này. Nhưng thực ra thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ma quỷ thì sẽ là một cái gì đó xấu hay là một cái gì đó không đẹp, nhưng mà thực ra thì đôi khi ma quỷ cũng là một cái gì đó rất là đẹp, vì nếu như không đẹp thì nó không thể cám dỗ chúng ta được, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ học về điều thứ nhất là Đức Chúa Trời không tạo nên các thiên sứ giống hệt nhau, mà Chúa đã tạo dựng nên có sự kém hơn, có sự kém và hơn. Chúng ta cũng thấy là ở trên trái đất này chúng ta sẽ khác nhau, loài người cũng vậy và thiên sứ cũng vậy. Thiên sứ, có thiên sứ thì giỏi về việc này, có thiên sứ thì giỏi về khác, cũng giống như con người vậy. Con người có người giỏi, có người kém, có người này có người kia, thì thiên sứ cũng là như vậy. Và thiên sứ cao nhất ở trên trời sẽ tên là Lucifer, và chức vụ của Lucifer là cực kỳ cao, ta gọi là thiên sứ trưởng.
Chú có ba thiên sứ trưởng thì Lucifer là thiên sứ trưởng cao nhất. Và trong Ê-xê-chiên chương 28 câu 14 nói về thiên sứ này là thiên sứ được sức giàu, hay là một cherubim được sức giàu, tức là được chúc phước, cao được làm cai quản các cơ binh khác. Câu 15 của chương 28 Ê-xê-chiên mô tả rõ hơn một chút, đó là đường lối ngươi trọn vẹn ngay từ ngày người được dựng nên và cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi, tức là đường lối của Lucifer cực kỳ trọn vẹn. Lucifer quả là một tạo vật hoàn hảo, hoàn mỹ đó, để Chúa đặt lên làm thiên sứ trưởng mà. Đó, thì đó là thì đó là về Lucifer. Thực ra thì chúng ta biết là Lucifer chính là một thiên sứ đẹp nhất, đúng không ạ? Thông sáng nhất trong các thiên sứ. Nhưng mà Lucifer đã trở nên kiêu ngạo vì cái vẻ đẹp đó và vì sự thông sáng của chính mình và vị trí địa vị của mình. Thì Ê-xê-chiên chương 28 câu 17 chép rằng lòng ngươi kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm hư sự khôn ngoan. Ở đây muốn nói về sự vinh quang, sự vinh hiển, sự đẹp đẽ, sự tài trí mà Chúa ban cho Lucifer đã khiến cho Lucifer có lòng kiêu ngạo, và việc đó là được đánh giá là một việc làm thiếu khôn ngoan, đúng không ạ? Đó là làm sư hư, đó là việc làm hư sự khôn ngoan. Ê-sai chương 14 câu 13 14 thì đã chép về cái việc mà Lucifer tự nhủ. Thực ra thì Lucifer, cái kế hoạch của Lucifer thì chúng ta sẽ cùng nhau. Người vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngài ta lên trên các ngôi sao, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng người phải xuống âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Thì đây là một cái câu nói là nói về cái việc mà Satan, Lucifer, lúc phản bội Chúa đã nêu một cái hoạch định. Đó, cái hoạch định của Lucifer đó là ta sẽ lên trời và ta sẽ nhấc ngôi ta lên, đúng không ạ? Ta sẽ ngồi và ta sẽ lên, ta sẽ làm ra mình bằng đấng rất cao. Nói về cái mưu tính của Lucifer. Nhưng mà câu 16 thì đã nói luôn cái kết quả, đó là lại bị xuống âm phủ. Đức Chúa Trời đã tạo nên những tạo vật với đầy ý nghĩ. Ý nghĩ đó là ý nghĩ chọn lựa để vâng lời hoặc chọn lựa để không vâng lời. Và tất nhiên chúng ta ngày hôm nay, tất cả chúng ta là người theo Chúa, người tin kính vào Chúa, chúng ta cũng có cả ý nghĩ chọn lựa này. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do trong sự chọn lựa. Chúng ta có thể chọn lựa vâng lời Ngài, theo Ngài, hầu việc Ngài. Chúng ta có thể chọn lựa làm một tín đồ, chọn lựa làm không phải tín đồ, chọn lựa là người hầu với Chúa hoặc không phải là người hầu với Chúa. Chúng ta có thể chọn lựa. Và chính bởi cái sự chọn lựa đó mà Đức Chúa Trời sẽ xét xử chúng ta vào ngày cuối cùng, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải vâng lời Ngài, đó là mới là một điều tốt, đó là một việc làm của khôn ngoan. Việc khôn ngoan chính là vâng lời. Vâng lời tốt hơn mọi của lễ. Còn như để nói về Chúa quyền năng ấy, thì Chúa đủ quyền năng để làm cho tạo vật nghiêng lệch theo ý mình. Chúa có đủ quyền năng để làm cho lòng người hay là làm cho tấm lòng của bất cứ tạo vật nào nghiêng lệch đi theo hướng nào tùy theo ý của Ngài. Nhưng Ngài không làm điều đó, mà Ngài muốn tôn trọng tất cả các tạo vật của Ngài. Ngài không ép buộc, không bắt ép, hay là không khiến cho họ phải tự động yêu Chúa. Chúa không muốn tạo ra những con robot có một cái trái tim tự động. Thực ra là không có trái tim mà nó luôn tự động yêu Ngài. Đấy là robot, chỉ con người nên tạo robot như vậy thôi. Và Đức Chúa Trời không muốn tạo ra tạo vật của Ngài như vậy, mà Đức Chúa Trời tạo ra tất cả tạo vật của Ngài có ý nghĩ chọn lựa, đặc biệt là con người và các linh. Thì cái điều này sẽ giống như vậy, giống như là nếu như có một người nào đó nói yêu bạn, nhưng mà người đó không thật sự yêu bạn, mà cái điều đó lại xuất phát từ một cái việc là có người khác ép buộc họ để họ giả vờ yêu bạn, thì bạn sẽ cảm thấy điều đó như thế nào? Cảm thấy rất là đáng buồn thôi. Thậm chí các bạn cảm thấy như là điều đó là một sự xúc phạm. Điều đó nó còn chẳng là đẹp nữa. Một cái từ yêu rất là đẹp nhưng mà lại nói theo sự ép buộc, nói theo một cái gì đó như là bị sai khiến, thì nó không còn là đẹp nữa. Nó là một sự xúc phạm về tình yêu, đúng không? Thì sự phản loạn của Lucifer nó cũng nói lên một cái điều như vậy. Tức là Chúa thì không, Ngài là đấng tạo ra thì các ngươi phải nghe lời Ngài. Chúa không phải là đấng quân phiệt như vậy, mà Chúa cho chúng ta có quyền chọn lựa, các bạn, hay quyền chọn lựa.
Và Lucifer thì đã chọn lửa là ta sẽ lên trời, đúng không ạ? Ta sẽ làm ra mình bằng đấng rất cao. Lucifer đã chọn điều đó. Thực ra thì Đức Chúa Trời biết mọi điều phản nghịch và dự tính của Lucifer và các linh khác, nhưng mà ngài không không hủy diệt cái điều đó, mà ngài cũng không ủng hộ cho cái điều đó nó ấy lên. Tuy rằng là ngài biết chứ, ngài biết hết, ngài biết Lucifer đã trở nên kiêu ngạo, ngài biết cái tư tưởng của trong lòng Lucifer, trong lòng của các linh, ngài biết trước khi mà họ phản bội ngài, ngài biết trước hết, ngài biết và ngài không bất ngờ và ngài không ngạc nhiên vì là họ sẽ phản bội ngài, vì ngài ở mọi nơi, ngài thấy mọi sự, ngài biết và thấu hiểu hết, ngài biết hết, ngài thấu hết. Chẳng có vật gì, chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa cả, không thể giấu kín được, tất cả đều trần trụi, đều trần trụi, đều lộ ra trước mặt đấng rất cao, đấng hằng hữu. Vì Chúa đứng tối cao mà, Chúa biết. Chúa đã nổi giận về cái việc mà Lucifer cướp ngôi của Ngài. Vì Chúa là đấng toàn hảo, Ngài không thể chấp nhận những cái việc như vậy được. Và chúng ta sẽ biết rằng rồi, Chúa là đấng cao, là đấng rất cao, và Chúa không thể nào để cho kẻ khác lại cướp ngôi của Ngài được. Và Job thì ghi chép về cái việc Satan, ma quỷ đã đến gần Đức Chúa Trời, nhưng không thuộc về thiên đàng nữa. Khi mà ma quỷ xin phép để cám dỗ Chúa đấy, thì nó đã đến gần Chúa để xin phép điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà nó không thuộc về thiên đàng nữa. Đó là điều mà Đức Trời đã trừng phạt ma quỷ vì cái sự lựa chọn đó. Đã đề cập đến ma quỷ với cái sự lựa chọn là ma quỷ không còn thuộc về thiên đàng nữa và cũng không thuộc về ngài nữa. Đó. Vì ma quỷ đã chọn con đường nổi loạn, con đường nổi loạn chống nghịch. Nên là Chúa không thuộc về thiên đàng của Chúa mà cũng thuộc về ngài nữa. Và chúng ta biết rồi, Matthew chương 25 câu 41 đề cập đến sự hình phạt của ma quỷ. Hình phạt của ma quỷ là gì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Nhưng mà ta sẽ đọc lại câu kinh thánh này. Vì vừa nãy là Lộc đã thấy câu kinh thánh này rồi đúng không ạ? Đây. Kế đó ngài phán với những người ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Đây là lời của Chúa Giêsu phán, và Chúa nói về cái việc là lửa đời đời, tức là hồ lửa hay là địa ngục đời đời đã chuẩn bị cho ma quỷ, cho quỷ vương và cho quỷ sứ, tức là chuẩn bị cho Lucifer, Satan và cho tất cả quỷ ở trong đó. Chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra. Chắc chắn là ma quỷ sẽ phải đi xuống địa ngục, nhưng ma quỷ lại không ăn năn và nó đã chấp nhận cái điều đó. Chấp nhận cái điều đó, đã cố tình phản nghịch Chúa. Rồi, Đức Chúa Trời chuẩn bị hồ lửa là một nơi kinh khiếp. Chúng ta không thể tưởng tượng về thiên đàng sẽ vinh hiển như nào, thì chúng ta cũng sẽ không thể tưởng tượng hồ lửa là một nơi kinh khiếp, thật sự kinh khiếp như thế nào. Ngài sẽ bỏ Lucifer và các linh ác vào đó, vào hồ lửa, và lửa đời đời là nơi sắm sẵn, thì nơi đó sẽ là nơi chịu khổ cả ngày lẫn đêm. Nơi đó không hề có ngày, không hề có đêm, mà chỉ có sự khổ hạnh đời đời thôi. Đó sẽ là nơi vô cùng kinh khiếp mà chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được. Nếu các bạn tưởng tượng được vinh hiển của thiên đàng lớn bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tưởng tượng được sự khổ hạnh của hồ lửa lớn bao nhiêu. Chúng ta sẽ không tưởng tượng hết được. Chúa bị Lucifer và Satan ghét, đúng không ạ? Thực ra để tranh chiến và nghịch lại. Và Lucifer ghét những gì mà ngài yêu thích. Chúa yêu mến con người, Chúa yêu mến trái đất này, thì Lucifer lại cố gắng để hủy hoại cuộc đời con người, cố gắng để hủy hại trái đất của ngài. Lucifer bây giờ được gọi là tên của Satan, có nghĩa là kẻ thù hay là kẻ kiện cáo hay là kẻ nghịch lại. Tất cả những điều gì Chúa yêu thích, Chúa yêu mến, Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ, Chúa trông nom, Chúa thích, Chúa quan tâm đến, thì ma quỷ sẽ hủy diệt, sẽ chống lại, sẽ kiện cáo, sẽ các thứ với cái điều mà Chúa quan tâm đến. Đó, nhưng là chúng ta phải biết cái điều mà chúng ta cần phải làm. Đó là chúng ta phải chống lại ma quỷ, phải canh giữ bản thân mình, đừng để ma quỷ nó chống nghịch chúng ta và cám dỗ chúng ta, kiện cáo ra. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Đó. Đức Chúa Trời đã cất bỏ Lucifer và ra khỏi nhà ngài, ra khỏi ngài, ra khỏi chức vụ, ra khỏi chức vụ mà Chúa đã dành cho nó. Thì phần cuối cùng chúng ta bây giờ sẽ là câu hỏi để ôn tập. Thì các bạn nhớ câu hỏi sau là: ai là đấng có từ ban đầu? Thì ai là đấng có từ ban đầu? Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Tất cả các linh từ đâu mà có? Tất cả các linh là từ Đức Chúa Trời mà có, đúng không ạ? Phải nhờ vào Chúa ban sự sống cho để mà có được. Chắc chắn rồi, ma quỷ cũng phải từ ngài. Các linh có được tạo nên với cả xác thịt hay không? Đã nói về các linh thì chúng ta sẽ không có xác thịt, đúng không ạ?
Ngài có tạo lên các linh xấu trong số các linh tốt không? Thì Ngài không hề tạo linh xấu. Ngài có tạo các linh đó là về sự cao thấp, đúng không? Ngài tạo các linh về sự cao thấp, tức là hơn và kém, khôn ngoan hơn, vinh hiển hơn, sáng láng hơn, nhưng không có sự không tạo nên các linh xấu hay là linh ác trong các linh tốt, không có tạo nên sự tội lỗi, vì Chúa là toàn hảo, Chúa không có tội lỗi. Tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng các linh? Thì Đức Chúa Trời tạo dựng các linh là để phục vụ Ngài, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã phản bội Ngài nên đã trở thành các linh xấu. Các linh có bao nhiêu tất cả? Có bao nhiêu linh tất cả? Thì là có bao nhiêu linh tất cả, ta sẽ là vô vàn vô số, đúng không ạ? Thuở ban đầu tất cả các linh sống ở đâu? Thiên đàng, đúng không ạ? Ai là thiên sứ khôn ngoan và đẹp đẽ nhất? Lucifer, đúng không ạ? Bây giờ đổi tên là Satan, đúng không ạ? Lucifer đã làm gì? Lucifer đã chống nghịch, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhớ tên Satan, chúng ta sẽ biết được. Nhớ cái tên Satan là chống nghịch, kiện cáo, thù nghịch lại với Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Không phục vụ Ngài nữa. Đức Chúa Trời có biết về điều đó không? Chúa biết về sự rối loạn đó. Đức Chúa Trời đã hành động gì? Chúa đã chuẩn bị hồ lửa, đúng không? Hồ lửa đời đời. Nơi đó vô cùng kinh khiếp, đúng không ạ? Và Satan có nghĩa gì? Satan có nghĩa là chống nghịch, kiện cáo, đúng không ạ? Thù nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và Satan chống nghịch lại ai? Thù nghịch lại ai? Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Đó. Rất đơn giản như vậy thôi. Đó là những gì mà chúng ta học trong cái bài học số 3 này. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy liên lạc với mình ngay nhé. Còn cái bài này ấy, nó là một cái gì đó nó khá là thần học và nó rất dễ gây hiểu nhầm. Thì mình không muốn các bạn tranh cãi nhau và không muốn đưa ra làm một cái gì đó để cho đạo Chúa bị sai lệch về thần học, ý nghĩa thần học. Nên các bạn hãy có việc gì các bạn hãy ngay lập tức nói với mình. Và cảm ơn nhé. Đừng có để ma quỷ dẫn các bạn vào những cái thần học sai. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và Chúa ban phước cho cô lại các bạn nhiều. Goodbye.